Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính cho ngày hôm nay. Như ngồi ghế nóng MU với ba điều kiện. Sơ Jim giáp clip gặp siêu cò ba bom tấn trả nổ ở MU. Man United không tệ như mọi người tưởng và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Zidane ngồi ghế nóng MU với ba điều kiện. Độc sở hữu mới của Man United, Sir Jim Jackson không tin rằng Ten Hag là người phù hợp để đưa quỷ đỏ trở lại đỉnh cao của bóng đá Anh. Điều này dẫn đến việc một số huấn luyện viên hàng đầu được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Old Trafford, trong đó có Zinedine Zidane. Huyền thoại người Pháp đã thất nghiệp kể từ khi rời Real Madrid vào năm 2021. Zidane đã có hai khoảng thời gian dẫn dắt câu lạc bộ mà ông từng thi đấu. Chiến lược gia người Pháp vô địch C1 3 năm liên tiếp từ năm 2016 đến năm 2018, trước khi trở lại vào lần thứ hai vào năm 2019 và dẫn dắt Nottingham Forest đến chức vô địch La trong chia sẻ mới đây với tờ Zidane nhấn mạnh ba điều cần phải có để một câu lạc bộ luôn vĩ đại, cho thấy sẽ không nhận được công việc ở MU trừ khi Sergin thực hiện được. Ông nói: "Tôi sinh ra là người chiến thắng và tôi luôn ở đây để giành danh hiệu, nhưng bên cạnh đó còn là về khía cạnh con người, cảm xúc và cuộc sống. Tôi cảm thấy rằng ba điều kiện kể trên không được coi trọng. Nhiều người không hiểu rằng đó cũng là một cách để duy trì động lực của một câu lạc bộ vĩ đại. Ở một khía cạnh nào đó, tôi thậm chí còn bị chỉ trích. Ngày nay, chiều đại của một huấn nhân viên ở một câu lạc bộ lớn chỉ kéo dài tầm hai mùa, không nhiều hơn." để có thể tồn tại lâu hơn các mối quan hệ giữa người với người là điều cần thiết chúng quan trọng hơn tiền bạc danh tiếng hơn tất cả mọi thứ Zidane đều có đến mẫu trong một ngày cựu cầu thủ Junior Batista người từng chơi chung ở Real Madrid vào mùa giải 2005-2006 với gã hỏi tin điều đó sẽ xảy ra ông nói tôi nghĩ một ngày nào đó Zidane sẽ đến ngồi ngang anh anh ấy là một huấn luyện viên đã kinh ngạc đầy kinh nghiệm dành trên một vì vậy tôi nghĩ rồi điều đó sẽ xảy ra Zidane có thể dẫn dắt MU Sergio Ramos gặp siêu cò ba bom tấn trả nổ ở MU Hy vọng đảm bảo xuất dự C1 mùa tới của Manchester United gần như đã chấm dứt vào cuối tuần qua sau khi họ hòa 2-2 với Bournemouth trên sân vận động Vitality. Hai lần bị đối thủ vận lên dẫn trước, MU nhọc nhằn giành được này một điểm nhờ cú đúp của Bruno Fernandes. Mặc dù vậy, MU đã khép lại tuần thi đấu này với vị trí cần thụt nổi trên bảng xếp hạng ngoài Anh. Anh. Chiến thắng 4-0 của Newcastle trước Tottenham trong trận đấu trước đó đồng nghĩa với việc Quỷ Đỏ hiện đang rơi trên vị trí thứ 6. Mặc dù vậy, MU đã khép lại tuần thi đấu này với vị trí cần thụt nổi trên bảng xếp hạng ngoài Anh. anh. Chưa dừng lại ở đây, mà U có nguy cơ bị Chelsea đẩy xuống thêm một bậc nữa nếu Chelsea thắng ở trận đã bù. Với việc đội bóng trước ngày càng tệ, không ngạc nhiên khi ông chủ mới Sir Jim Ratcliffe lo lắng vị tỷ phú người Anh đã phải sớm bắt tay vào công tác chuyển nhượng để giúp MU trở lại mạnh mẽ hơn. Điều này là rất cần thiết. Đáng chú ý, truyền thông châu Âu bất ngờ loan tin Sir Jim đã gặp siêu cỏ Roger Mendes để thảo luận về các thỏa thuận cho tiền đạo của AC Minan là Rafael Leao và tiền vệ của Real Neves của Benfica. Neves gần đây được liên kết với việc cập bến Old Trafford. tài năng trẻ này có thể là mảnh ghép hoàn hảo cho Kobe Meno ở tuyển giữa nếu có Neves mà U sẵn sàng bắn đứt một Casemiro đã có tuổi. Trong khi đó, Rafael Leao là một trong những chân chạy cánh xuất sắc nhất châu Âu vào lúc này, đôi cánh của MU còn yếu, do đó nếu có thể chiêu một đội ngôi sao người Bồ Đào Nha, hàng công của đội chủ sân Old Trafford tăng sức mạnh đáng kể. Sergio Nacanit tham vọng thực hiện hai bản hợp đồng bon tấn trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024, đó là lý do ông thường xuyên gặp Mendes để bàn bạc về hai thương vụ. Tuy nhiên, MU cũng chắc chắn sẽ mang về một hậu vệ cánh. dựa Analytics xác nhận MU để mắt tới Jeremy của Bayer Leverkusen. Cầu thủ này thi đấu xuất sắc ở Đức mùa này, đóng vai trò quan trọng giúp Leverkusen lần đầu tiên giành chức vô địch Bundesliga trong lịch sử. Giám đốc điều hành của Leverkusen, Fernando Caro, đã thừa nhận câu lạc bộ có thể sẽ buộc phải bán một trong những cầu thủ ngôi sao của họ vào mùa hè này, có nghĩa Fabinho có thể là một trong những cầu thủ mà họ kiếm được tiền. Man United không tệ như mọi người tưởng. Nhận định về tình hình của Manchester United hiện tại, Andrew Townsend chia sẻ: Tôi không nghĩ Manchester United tệ như những gì dư luận và các chuyên gia đang nói. Tôi không nghĩ họ là một mớ hỗn độn, tôi chỉ nghĩ rằng Manchester United là một đội bóng đang trong quá trình chuyển đổi. Có những khoảng trống rất lớn và triết lý của Erik ten Hag là phép sinh tầm cao với Bruno Fernandes và Ramut Hoynun và các cầu thủ tấn công của ông ấy. Ten Hag có yêu cầu các cầu thủ phòng ngự và đánh sinh không? Có lẽ là không, vì vậy các cầu thủ tấn công gây sức ép, còn các hậu vệ thì nổi sâu, điều đó để lại những khoảng trống to lớn. 3 hoặc 4 năm trước bạn có thể nói Arsenal của Mikel Arteta là một mớ hỗn độn, nhưng đó thực chất là một công việc đang trong quá trình hoàn thiện. Man United không tệ như mọi người tưởng, chúng ta không cần phải dành một chút lời khen cho họ vì đã giành được hai điểm trước Liverpool. Đồng thời, loại đội bóng này khỏi FA Cup sao? Có quá nhiều điều tiêu cực xung quanh Man United. Bạn bật TV lên và tất cả chỉ là các kiểu cầu thủ chỉ trích MU. Ten Hag ngầm cảnh cáo ban lãnh đạo của MU. Ten Hag mong muốn Sergio Nacnip nhanh chóng ổn định ban lãnh đạo của MU để họ không bị thua thiệt trong thị trường chuyển nhượng mùa hè. Giám đốc bóng đá cũ của Man United, John Murtough, người đã bổ nhiệm Ten Hag hai năm trước, đã rời đi trong tuần này với sơ diêm và các cố vấn đang thúc giục để xây dựng một đội ngũ điều hành bóng đá mới quỷ đỏ đang cố gắng sắp xếp để khoản nấp vị trí giám đốc thể thao bởi đan ăn ruột đang làm việc tại newcastle trong khi đó giáp cốt vẫn chưa thể ngồi vào vị trí giám đốc thể thao mới bởi chưa có được sự chấp nhận của southampton đề cập đến vấn đề này tên Hag chia sẻ chúng tôi đang âm thầm lên kế hoạch về đội ngũ tiền trạch cùng mặt nhân sự chúng tôi đã có kế hoạch nhưng cần phải thực hiện kế hoạch đã hoàn tất nhưng chúng tôi cần người để triển khai tôi tin tưởng ban lãnh đạo mới sẽ có hành động nhanh chóng nhất có thể thiết lập cấu trúc mới hiệu quả để họ có thể bắt tay và thực hiện kế hoạch. Tôi nghĩ chúng ta có những kế hoạch tốt và cả những cầu thủ chất lượng. Như bạn thấy, với việc chiêu mộ những cầu thủ như Andre Rana đang thể hiện rất xuất sắc, Hoi Hoynun, tất cả những người này đều cho thấy tài năng và tiềm năng lớn của cậu ấy. Nishano Martinez cũng vậy, mọi người đều rất hài lòng với cậu ấy, còn những cầu thủ khác nữa. Vì vậy, với việc chiêu mộ đang diễn ra tốt đẹp, nhưng nếu họ có những ý tưởng hay hơn, chúng tôi luôn cười mở và bạn luôn phải đưa ra đánh giá. Nếu chúng tôi có lựa chọn, nhưng họ đưa ra những lựa chọn tốt hơn, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe. Họ cần phải thuyết phục chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi có một lối chơi mong muốn. Vì vậy, chúng tôi biết hồ sơ cầu thủ cần tìm và phải phù hợp với hồ sơ đó. Mùa giải thứ hai của Ten Hag tại Old đang gặp muôn vàn thử thách khi đội bóng phải hứng chịu hơn 50 ca chấn thương, chủ yếu ở hàng thủ. Mặc dù chiến lược gia người Anh không lấy đó làm lý do cho sự thuận hồi của Man United. Cựu huấn luyện viên Ajax nói thêm: Bạn phải thực tế là một huấn luyện viên cũng giống như một chính trị gia. Bạn không thể kiểm soát mọi thứ và cuối cùng bạn phải chấp nhận điều đó. Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi thứ và tôi chấp nhận điều đó. Mùa giải này có nhiều thứ chống lại tôi, nhưng bạn cần phải đương đầu với nó. Một số bạn không thể lường trước và không thể ảnh hưởng đến với tư cách ngò hấn luyện viên. Khi đó bạn phải cố gắng hết sức để vượt qua. Đã đến lúc MU cần thay thế Casemiro. Thêm một trận đấu nữa, MU lại đánh mất khu trung tuyến và phải hứng chịu trên dưới 30 cú sút từ phía đối phương. Từ đó, người ta đặt ra dấu hỏi về vai trò của Casemiro thi đấu ở vị trí mỏ neo thấp nhất hàng tiền vệ. Nhiệm vụ quan trọng nhất của số 18 là đánh chặn từ xa để giảm tải áp lực cho hàng thủ. Vậy nhưng Casemiro lại không thể làm tốt công việc của mình. Tiền vệ sinh năm 1992 thường xuyên bị thất bại trong những pha tranh chấp và dễ dàng bị đối phương vượt qua. Liên tiếp là những tình huống như vậy diễn ra và hàng thủ của MU cứ thế bị đánh vỗ mặt. Chẳng phải tới giờ Casemiro mới trở thành quả tạ của MU ở khu trung tuyến. Điều này đã thường xuyên xảy ra trong nhiều trận liên tiếp vừa qua. Kịch bản quen thuộc vẫn cứ xuất hiện từ trận này qua trận khác, MU để mất trung tuyến và hàng thủ liên tục bị đối phương đánh vỗ mặt. Khung thành của Onana cũng vì thế mà bị bắn phá không thương tiếc. Theo thống kê, thủ thành Andre Onana phải hứng chịu tới 137 cú sút trong năm trận gần nhất. Như vậy có nghĩa cứ trung bình mỗi trận đấu quỷ đỏ để cho đối phương sút tới 30 quả. Rõ ràng đây là thống kê rất đáng báo động. Casemiro có dấu hiệu sa so sút từ mùa giải năm nay. Tuy nhiên, MU mùa này tồn tại quá nhiều vấn đề cả trong và ngoài sân cỏ. Để rồi người ta quên mất đi tiền vệ người Brazil ngày càng đánh mất mình. Phải tới giờ vấn đề mang tên Casemiro mới được nhắc tới khi mọi thứ đã trở nên trầm trọng tuổi tác và những chấn thương là những lý do quan trọng khiến tiền vệ sinh năm 1992 ngày càng xa sút. Casemiro giờ đây chẳng khác nào tấm khiên thủng nó nơi tuyến giữa của MU, nó chính là tử huyệt khiến quyền đỏ luôn bị các đối thủ khai thác triệt để. Chưa dừng lại ở đó, vấn đề mang tên Casemiro không chỉ nằm ở chuyên môn. Hiện tại mức thu nhập của cầu thủ người Brazil tại Old Trafford không dưới 300 000 bảng trên tuần. Anh thuộc nhóm cầu thủ nhận lương cao nhất đội. Các thành viên khác của MU liệu sẽ nghĩ gì khi một cầu thủ chưa không hiệu quả lại được hưởng mức đại ngộ cao đến vậy? Trong quá khứ, câu chuyện nơi phòng thay đổi của MU luôn rất phức tạp, không ít lần xuất hiện những tình trạng các thành viên trong đội xảy ra mâu thuẫn để thành tích của Quỷ Đỏ không được như kỳ vọng. Khi Casemiro đã bước sang tuổi 32 và cho thấy dấu hiệu sao sút không phanh, MU có lẽ e đã tới lúc nghĩ tới việc cần thấy thế anh. Khi ấy, Quỷ Đỏ vừa có thể gia tăng chất lượng đội hình, vừa giảm quỹ nương mà lại tránh được nguy cơ xảy ra sóng ngầm nơi nội bộ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!